Hello, xin chào mọi người nhé. Xin chào tất cả khách hàng của HTX Dao Phúc Sen. Em là Phin. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác mình một cái mẫu dao chuyên để chặt nhé các bác nhé. Cái mã này thì các bác có thể chặt gỗ, chặt tre, chặt củi cứng thoải mái, ok nhá. Ngoài ra thì nếu mà dùng trong gia đình, trong bếp ấy, thì các bác có thể dùng để chặt sườn và chặt gà được. Nói chung là nó khá là đa năng. Đối với bác nào mà yêu thích cái sự nhỏ gọn và những cái dáng mũi bằng như thế này thì các bác cứ lựa lấy cái này hộ em. Hôm nay sản phẩm này có một mức giá cực kỳ tốt nên là em sẽ lên sản phẩm này một mình nó để giới thiệu đến với tất cả các bác nhá. Ok nhá các bác ơi. Về thông số kỹ thuật thì cây này có chiều dài lưỡi ở đây sẽ rơi vào khoảng 28 cm nhá. 28 và độ dày ở đây cho em là khoảng 5 mm. Và ở đây các bác có nhìn thấy một cái sự đặc biệt, rất là đặc biệt ở cái dao này, nó là cái khâu nhá. Cái khâu này nó sẽ là cái khâu bọc đồng xếp lớp nhá. Nhất là nó rất là chắc chắn, và thứ hai là làm tăng thêm cái thẩm mỹ của con dao. Trong con dao nó sẽ gọn hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Và ở đây cái cán này là được làm từ cán gỗ cẩm chỉ cẩm lai nhá mọi người nhá, cẩm gỗ cẩm lai, và có một cái chốt hoa rất là đẹp như thế này. Cái mã này đối với bác nào mà không thích những cái dáng dao nhọn thì mọi người lựa luôn những cái dáng mũi hơi phát như thế này cho em. Và các bác nhìn thấy ở đây là cái sống lưng nó hơi cong như thế này. Khi mà các bác chặt ít thì tạo cho các bác mình một cái lực chặt cực kỳ tốt nhá. Đó, nên là thiết kế cái lưng nó sẽ hơi cong như thế này. Các bác để ý ở đây thì trên thân dao của bên em thì luôn luôn có chữ dập chìm HTX Dao Phúc Sen. Đấy là cái thương hiệu của bên em. Và có tem chống hàng giả, khi mà mọi người nhận hàng, mọi người được quét cái QR đúng sản phẩm bên em, đúng mẫu mã và đúng sản phẩm thì các bác mới nhận hàng, và trong vòng 7 ngày sử dụng. Nếu như sản phẩm có vấn đề gì thì các bác mình sẽ được đổi mới hoàn toàn luôn. Và trong vòng 1 năm thì mọi người sẽ được bảo hành, nên là các bác cứ yên tâm khi mua hàng nhá mọi người nhá. Và cái sản phẩm này hôm nay của em có mã là M28X. Và giá bán của em là 680.000 là giá niêm yết ạ. Nhưng mà hôm nay, clip ngày hôm nay em sẽ giảm cho các bác còn giá là 560.000 nhá các bác nhá. Chỉ 560.000 thôi các bác sẽ mua được một cái cây chuyên để chặt này, dùng gia đình cũng được và có thể mang đi phượt, đi câu, hoặc là mọi người dùng để... Cái cây này thì em sẽ có cả vỏ và không vỏ, và hiện tại em đang giới thiệu mọi người là giá không vỏ và giới thiệu dao không vỏ đến với tất cả các bác. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu mua một cái sản phẩm này thì các bác có thể để lại bình luận và bài viết này cho em, hoặc là các bác nhanh tay nhất là mọi người nhấc điện thoại lên và gọi cho em vào số điện thoại hotline của VN, vào số 0987 240 733. Em sẽ tư vấn cho mọi người một cái mẫu dao phù hợp nhất về cái nhu cầu sử dụng của tất cả các mọi người. Thì clip ngày hôm nay em sẽ dừng lại tại đây nhé mọi người nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip lần sau. Các bác không nghe nhầm đâu, sản phẩm này đang giảm từ 680 đến 500, hiện tại còn 560.000 nhé mọi người nhé. Số lượng có hạn, mọi người nhanh tay mua hàng luôn cho em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.